Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Thì ngay khu vực chỗ này mọi người chúng ta vẫn thường quen gọi là phường Hô Nai, nhưng bây giờ là tách ra là Tân Biên rồi quý vị nhá, không phải là Hô Nai nữa. Thì hôm nay cũng là cái ngày mà gần gần Giáng sinh rồi. Phú đến đây, Phú quay cái quang cảnh của nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm để xem thử Giáo xứ Thánh Tâm người ta đã chuẩn bị những công trình gì để mừng lễ quý vị nhé. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Thì hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở phía trước cổng của nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm nè. Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm thì nằm sát với lại đường quốc lộ 1, và đối diện bên kia là cái chợ, đi vào bên trong chợ Thánh Tâm cũng như là đi vào bên trong đền Thánh Martin. Thì bây giờ Phú sẽ đi vào bên trong. Thì mời quý vị các bạn cùng theo chân Phú, chúng ta tiến vào bên trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm để chúng ta cùng xem những công trình mà giáo xứ đã chuẩn bị để mừng lễ Chúa Giáng sinh quý vị nhé. Đây thì Phú sẽ đi cổng phụ này vào nè, bởi vì cổng chính là không có mở cửa. Đây, chúng ta đi cổng phụ này vào quý vị. Đó. Thì từ cái cổng phụ này ấy, đi vào là chúng ta sẽ gặp được Đài Đức Mẹ. Đây, Đài Đức Mẹ. Rất là đẹp ở đây quý vị. Và bên hông Đài Đức Mẹ chính là tháp chuông. Và tháp chuông này người ta đã có những cái công trình để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh ở đây, rất là đẹp quý vị. Và nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm hầu như năm nào cũng vậy, người ta đều làm cái công trình cái kiểu thế này. Có một cái thuyền rất là lớn. Ở trên tháp chuông là những cái ngôi sao. Ngôi sao chạy dài từ những cái cạnh này. Đấy, kéo xuống như thế này. Đấy, ngôi sao lớn rồi này quý vị. Đó. Sao lớn như thế này. Rồi, cái ngôi sao lớn nhất là nằm ở trên đỉnh kìa. Chiếu xuống ha, nó sẽ có một cái dải đèn chiếu xuống. Xin hãy sai con. Rồi những cái ngôi sao khác thì trôi dọc về những cái hướng khác. Đây, Phú sẽ tiếp tục đưa quý vị đi dạo một vòng nhà thờ nhá. Để chúng ta coi những công trình khác. Đấy, thì nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm có khuôn viên rất là đẹp, cũng như là cái kiểu thiết kế của nhà thờ rất là đẹp luôn. Kiểu thiết kế của nhà thờ là kiểu thiết kế của nón. Cái nón của Đức Giáo Hoàng quý vị. Đấy, đây là cái kiểu thiết kế là như vậy, rất là đẹp luôn. Phú đã có những cái video review chi tiết ở đây rồi, cho nên Phú sẽ không có review chi tiết nữa, mà Phú chỉ cho quý vị xem một số công trình mừng lễ Chúa Giáng sinh ở đây thôi. Thì đến lát nữa Phú sẽ cho quý vị xem một số hình ảnh từ trên cao bằng flycam để quý vị có thể nhìn lại được kỹ hơn nhé. Đây quý vị, đây là một số công trình này. Đấy, rất là đẹp. Đèn tuần lộc. Cái này chắc chắn sẽ để ông già Noel ngồi lên cái xe này thôi. Đấy, để ông già Noel ngồi lên cái xe này. Đèn tuần lộc kéo đi. Và cái hướng này là sẽ hướng về phía giữa của nhà thờ. Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm thường thường là hàng năm người ta sẽ dâng lễ đêm 24 ở ngay phía trước khuôn viên nhà thờ này này quý vị. Đó, và buổi tối mở đèn lên đẹp lắm. Thì có gì Phú sẽ sắp xếp vào cái ngày đó Phú quay cho quý vị xem ha. Phía sau chỗ này là đền các thánh tử đạo này. Và xa xa bên kia quý vị có thể thấy đó là bệnh viện Thánh Tâm đó, người ta đang xây mở rộng ra quý vị. Bệnh viện Thánh Tâm. Cái khu vực chỗ mà hồi trước là dòng Gioan Thiên Chúa đó. Bây giờ người ta đang xây mở rộng bệnh viện ra. Rồi, bây giờ Phú xin mời quý vị và các bạn cùng xem một số hình ảnh mà Phú quay từ ở trên cao xuống để quý vị có thể nhìn lại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm cũng như là những công trình mừng Chúa Giáng sinh như thế nào quý vị nhá. Quý vị và các bạn xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhá. Thank you.
Hello quý vị, thì hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Hà Nội thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa quý vị. À, ngay khu vực chỗ này thì mọi người vẫn quen gọi là Hố Nai ha. Đây là mặt đường quốc lộ này quý vị, xa lộ Hà Nội. À, bên kia là công viên 30 tháng 4, đấy, hay gọi là Bến Đỏ đó. Ngay ngã ba Hà Nội, ngã ba Sạch ha quý vị ha. Thì hôm nay Phú đưa quý vị đến đây để chúng ta cùng xem nhà thờ Giáo xứ Hà Nội đã chuẩn bị những công trình mừng lễ Chúa Giáng sinh năm 2020 như thế nào quý vị nhé. Đây bây giờ Phú sẽ đưa quý vị đi một vòng bên ngoài trước ha. Nhà thờ Giáo xứ Hà Nội người ta vừa mới làm lại cái tường rào cũng như là cái cổng rất là hoành tráng quý vị. À, Giáo xứ Hà Nội này. Đấy, ở phía trên là người ta có treo những cái đèn như thế này này quý vị. Những cái chùm đèn này á, buổi tối mở đèn lên nó sẽ có một cái hiệu ứng giống như là giọt nước nó đang rớt xuống á, rất là đẹp quý vị. Đấy, xung quanh tường rào của nhà thờ người ta đều treo cái những cái chùm đèn thế này. Đấy, quý vị thấy không? Rất là đẹp. Đấy, Phú đi một vòng bên ngoài cho quý vị xem trước, đến lát nữa Phú sẽ đi vào bên trong ha. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Đấy, Phú sẽ cập nhật những cái hình ảnh của mùa Giáng sinh ở đây cho quý vị xem. Thì cái này Phú hẹn bữa nào buổi tối đi, Phú sẽ quay trở lại đây, quay cho quý vị xem những hình ảnh về buổi tối. Người ta mở đèn lên đẹp lắm quý vị. Đây, chỗ này là ngã ba Hà Nội nè quý vị. Đây, quý vị nhìn thấy hình ảnh này quen không? Bánh gai đây quý vị. Bánh gai Hố Nai đây. Về Hố Nai mà không mua bánh gai thì hơi bị phí đấy quý vị nhỉ. Đặc sản của Hố Nai. Đấy, bánh gai Hố Nai là vô địch quý vị ha. Đấy, quý vị có thể bắt gặp được những cửa hàng bánh gai phía trước cổng nhà thờ Hà Nội như thế này. Đây, quý vị nhìn cái tường rào và cái cổng của nhà thờ Giáo xứ Hà Nội nhìn hoành tráng không? Đấy. Thì Phú sẽ đi vào cái cổng phụ ở bên hông bên này nha. Cổng chính người ta đóng cổng rồi. Đấy, Phú dạo một vòng cái tường rào cho quý vị xem của nhà thờ Giáo xứ Hà Nội. Nhà thờ Giáo xứ Hà Nội thì Phú cũng quay nhiều video rồi, cho nên là Phú cũng không có quay chi tiết nữa, mà Phú chỉ quay những cái công trình mới quý vị xem thôi. Wow quý vị, đây là sân nhà thờ Giáo xứ Hà Nội này. Ngay phía chỗ này thì quý vị thấy là đền thánh Du Xe. Ngay chỗ này người ta có làm một cái cột điện như này này. Đấy, có những cái chùm điện đây này, buổi tối nó sẽ chiếu ra giống như là cái ngôi sao nó tỏa ra, rất là đẹp. À, bên phía bên này vẫn là một cái cây thông rất là độc lạ, làm bằng khung sắt rất là kiên cố quý vị. Và người ta làm những cái nhánh chỉa ra như thế này. À, những cái nhánh chỉa ra này, ở những cái đầu nhánh thì người ta sẽ gắn một cái bóng đèn LED lớn màu trắng. Đó, và ở trên cái những cái nhánh thì người ta làm những cái chùm đèn có cái hiệu ứng là giống như là giọt nước rớt ấy. Cái này buổi tối mở lên thì thật sự quý vị là tuyệt vời. Nhà thờ Giáo xứ Hà Nội năm nào cũng vậy, làm những công trình rất là đặc sắc và lớn quý vị. Bên phía bên kia là Đài Đức Mẹ quý vị nhé. Đài Đức Mẹ. Đấy. Đây là một cái lễ đài ở đây trong cái vườn cây. Thì hầu như năm nào nhà thờ Giáo xứ Hà Nội cũng làm lễ đêm 24 ở trong cái lễ đài này ở đây quý vị. Lễ đài trong vườn cây này, này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, sau đó sẽ rước hàng đá từ lễ đài này đi vào bên trong nhà thờ đêm 24 á. Đây, Phú đi vào cho quý vị coi này. Lễ đài đẹp lắm. Đây quý vị. Đây là cái lễ đài. Đây, quý vị thấy cái lễ đài không? Làm cái chóp ở trên giống như là tòa thánh Roma kiểu vậy. Cái hướng nó kiểu vậy quý vị ha. Chắc chắn là sẽ không giống 100% đâu, nhưng mà cái kiểu thiết kế là như vậy. Đấy, thấy không? Rất là đẹp. Lễ đài này sang trọng quý vị, nhìn rất là đẹp và sang trọng ha. Đó. Rồi, cũng sẽ đi một vòng đây cho quý vị coi.
nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Trong này thì có dòng nữ Đa Minh, Thừa Sai, Phú Cường, trong cái đây tu viện Thánh Du Xe. Còn phía dưới này thì là nhà mục vụ của giáo xứ Hà Nội. Nhà mục vụ của nhà thờ giáo xứ Hà Nội đây này, rất là rộng và đẹp. Nhà học giáo lý luôn. Đây, mình sẽ đi một vòng nhà thờ nha. Đây là đền thánh Vinh Sơn, đền thánh Vicente quý vị. Đây bên hông nhà thờ này. Nhà thờ giáo xứ Hà Nội có khuôn viên rất là rộng quý vị. Đây, Phú chạy vòng lên đằng trước rồi. Đây quý vị có thể nhìn thấy ở đây nha. Ở đây người ta trang trí một số cái tiểu cảnh như thế này nè quý vị. Đây, một số cái tiểu cảnh như thế này khá là hay. Và phía trên tháp chuông là ngôi sao biểu tượng của nhà thờ. Thì bây giờ Phú sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem một số hình ảnh Phú quay từ trên cao để quý vị có thể nhìn lại những hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Hà Nội quý vị nhé.
vị, thì vừa rồi là một số hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Hà Nội Phú muốn gửi đến tất cả quý vị các bạn vào cái mùa lễ Giáng sinh này. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Bây giờ Phú lại tiếp tục rong ruổi ở khu vực Hồ Nai để đến với các nhà thờ khác, quay lại và chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Và Phúc xin được tạm dừng cái video này đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.